Hello cả nhà, chào mừng cả nhà đã đến với video của mình. Rất vui. Mình rất vui được chào đón cả nhà trong video ngày hôm nay. Cả nhà ơi, sau khi đón cô giáo của mình thì bây giờ thì chúng mình đang chụp hình kỷ niệm với thầy cô cũng như với gia đình bạn Hồng Phong nha cả nhà. Rộng đúng không thầy? Đây là bao nhiêu mà mình làm được? Ở đây của em là mười mấy ngàn, độ gần 2 ngàn. Đâu có sao em. Sau đây thì Hồng Phong đưa thầy cô đi tham quan cái cơ sở sản xuất và đóng gói rau sạch của Hồng Phong. Giới thiệu với cả nhà, bạn Hồng Phong là chung khối 9 với mình và bạn là một học sinh, là một cựu học sinh rất thành đạt của khối mình. Xin chúc mừng Hồng Phong nhé. Chúc mừng bạn Hồng Phong. Và theo như mình được biết thì đây là một nhà máy của bạn Hồng Phong chuyên về rau củ quả, rau sạch để đóng gói và đưa vào phân phối cho các siêu thị đó cả nhà. Thank you.
sau khi tham quan. Dạ mời thầy lên trên ạ, em mời thầy lên trên. Bây giờ thầy cô cùng lên Đà Lạt với mình. Dạ thôi được rồi, cứ lên xe đi đi con, cứ lên xe đi con. Dạ mời thầy lên trên ạ, em mời thầy lên trên ạ. Dạ thôi được rồi, cứ lên xe đi đi con, cứ lên xe đi con. Kiên trì, nó bảo không phải bực khi nào băng phẳng với thầy ơi, bị dập vùi cũng te tu. Ừ đấy. Nhưng mà dù gì thì là cái thành công của họ nó cũng nhiều á. Đúng rồi, đúng rồi. Ừ. Họ vượt qua được nhưng họ còn vẫn còn lực, vẫn còn vốn để họ. Ừ đấy đấy. Họ đứng lên lắm. Ừ. Đấy. Em nói thật cho kẻ. Mười năm rồi thầy. À. Mai mua cái xe đi 1 tỷ á. Mà mai là nó làm gì? Nhà Mai cũng giàu lắm, là nhà Mai làm vườn ươm. À thế à? Dạ. Nên Phùng bảo làm vườn ươm là giàu. Dạ đúng rồi cô. Thế Phùng có lại cũng khá chứ Hương? Phùng cũng khá, nói chung là. Thầy đừng có nghe chị Hương nói. Sài Gòn. Cái nhà sắp vô ở đã ở đây giờ đụng vô là đã không nổi rồi mà chị đóng cửa chị để không vậy đó. Hương khổ cho nên mà Hương mới trẻ nhất cái khổ đó đấy. Chị khổ lắm đúng không? Mấy cái em như
sáng là thấy trung gian gian nữ là hướng là trẻ nhất. So nam nữ gì cũng được. Đi khổ, đi khổ. Lúc nào chị cũng khiêm tốn á, chị kêu chị không bao đất mặt tiền của chị Hương mà giờ tính bằng sao mà chị cứ kêu chị